Chúng ta may mắn là những người được chứng kiến trọn vẹn sự nghiệp của Lionel Messi từ lúc còn là một cậu nhóc thiên tài tới ngôi sao ngồi trên đỉnh thế giới. Thế nên không khó để nhận ra những thay đổi rõ rệt về ngoại hình của El Pulgar. Mái tóc của M10 ngày càng ngắn lại, trong khi những hình xăm ngày một nhiều lên. Messi thời mới ra mắt đội 1 Barcelona, đúng phong cách trai ngoan của châu Âu, tóc dài lãng tử, trắng trẻo không tì vết. Nhưng hiện giờ trên người của anh có tới 18 hình xăm đủ kích thước, biến anh trở về hình ảnh tiêu biểu của một thanh niên Argentina mà nếu không đi đá bóng thì sẽ đi thu họ. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, điều gì khiến Messi thay đổi như thế, bỗng trở thành một người nghiện xăm mình như vậy? Nhưng câu hỏi đúng phải là tại sao dân Argentina lại thích cảm giác kim và mực trong vỏ da thịt như vậy? Nói ra thì dài, nhưng đó là một nét văn hóa truyền thống từ thời còn bị chế độ thực dân châu Âu nô dịch, cho tới lúc giải phóng và trở thành một điểm nhấn thời thượng. Messi dù xa quê từ nhỏ nhưng vẫn là một công dân Argentina chính gốc, vẫn phát âm các từ theo kiểu Rosario chứ không phải theo kiểu Tây Ban Nha, vẫn uống trà thảo dược hàng ngày và đương nhiên vẫn thích xăm mình. Ở chung phòng thay đồ, Messi cực kỳ ấn tượng bởi các hình xăm đầy nghệ thuật của đàn anh Daniel Alves. Tuy nhiên vì tính nhút nhát và sợ đau, Messi đã đẩy bạn gái Antonella Roccozzo đi xăm trước. Sau đó về phát biểu cảm nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm để anh đi theo. Để rồi vào năm 2017, Messi quyết định đi xăm hình đầu tiên. Và bạn có biết đó là hình gì không? Đó chính là chân dung mẹ ruột của Messi, bà Celia. Với Messi, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời, truyền cho anh sự sống và niềm tin vượt qua mọi thử thách lúc nhỏ. Hình xăm mẹ được đặt ở vai trái Messi, ngay sau trái tim và tạo ra một sợi dây liên kết màu nhiệm. Vượt qua lần đầu đau đớn đó, Messi đã hiện nguyên hình là một con quỷ nghiện xăm mình. Anh không dừng lại được và liên tục mỗi năm lại khắc lên da và hình mới. Messi đam mê tới mức có hình mới anh khoe trên mạng xã hội một tháng, đã vội đẩy hình khác lên hoặc không còn giữ nguyên bản như lúc đầu. Ở trong video này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới những hình xăm từng xuất hiện trên người Messi. Còn bây giờ chúng còn hay không thì đố bạn biết được. Sau vai thì chân trái là nơi Messi tập trung sáng tạo nhất. Đầu tiên anh xăm hình đôi bàn tay của một đứa trẻ. Sợ mọi người hiểu nhầm đó là bàn tay của Chúa liên quan tới Diego Maradona, Messi đã điền tên Thiago vào giữa cho chắc. Không ai khác, đấy chính là đôi bàn tay của cậu cả Thiago Messi ra đời vào năm 2012. Còn nhớ thời điểm đó, El Pulgar đã viết lên trang cá nhân: "Ngày hôm nay tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Con trai tôi đã ra đời và cảm ơn Chúa vì món quà này. Cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ. Gửi tới mọi người một cái ôm ấm áp." Để kỷ niệm cái sự kiện trọng đại này, Messi đã đi xăm luôn. Sau đó Messi xăm thêm quả bóng và số 10 lên chân trái. Không nói thì ai cũng biết rằng ý nghĩa của những hình này là gì. Rõ ràng với Messi, bóng đá là cuộc sống và anh muốn đồng hành với nó tới tận cuối đời. Ngắn đôi hai hình này là hình xăm to nhất trên chân trái của Messi. Đó là một con dao găm bọc trong đôi cánh thiên thần. Đây là biểu trưng cho những thiên thần sẽ luôn bảo vệ Messi, giúp anh gặp hùng hóa cát, bình yên giữa sóng gió. Sau này không hiểu vì lý do gì mà Messi dùng mực đen phủ kín cả chân trái, chỉ còn trừ lại quả bóng, số 10, đôi bàn tay và cái tên Thiago. Messi thực tế là một dân chơi hệ gia đình. Bà xã Antonella được ưu tiên hết mực và xuất hiện rất nhiều trên thân thể người chồng thiên tài. Ở bắp trong tay phải là một bên mắt rất lớn và không khó để nhận ra nó được lấy cảm hứng từ mắt của Antonella. Cả hai là bạn tâm giao, biết nhau từ lúc 5 tuổi và dù vô cùng thành công trong sự nghiệp, Messi chưa bao giờ có mới nới cũ, vẫn một lòng chung thủy với cô bạn thời thơ ấu. Ánh mắt long lanh của Antonella trong lần gặp đầu tiên vẫn được khắc sâu trong lòng Messi và anh muốn nó luôn ở bên mình. Ở mặt ngoài tay phải, Messi còn có hình xăm đôi vương miện với Antonella. Rất dễ hiểu, với chàng, nàng là nữ hoàng, còn với nàng thì chàng là đức vua. Họ luôn là một cặp đôi vừa lứa trong mắt mình, bất chấp thời gian ngoài kia bàn tán ồn ào ra sao. Tiếp đó, ở trên thắt lưng Messi có hình xăm một đôi môi màu đỏ. Đương nhiên làm gì có môi của một người con gái nào khác trên người Messi ngoài Antonella. Đó là một dấu hiệu vô cùng sexy của những cặp uyên ương và Messi cũng rất khéo léo đặt nó ở chỗ nhạy cảm, vừa đủ kín vừa đủ hở. Đã có dấu ấn của cậu cả và bà xã thì hẳn nhiên phải có những đứa con còn lại, không thì chúng sẽ tị nhau mất. Messi xăm tên cậu hai Mateo ở mặt trong bắp tay phải, sau đó xăm tiếp ngày tháng năm sinh của vợ và của ba cậu con trai trên cả hai chân. Sự khác nhau giữa hai hình xăm này là ở bên chân trái chỉ có ngày tháng thôi, còn bên chân phải còn có cả tên của từng người. Và vì sao phải xăm hai chỗ thì cũng là một câu chuyện buồn cười, nói lên thói nghiện xăm của M10. Ngay sau khi cả nhà đón em úp Siro vào năm 2018, Messi quyết định sẽ xăm ngày tháng năm sinh của cả bốn mẹ con lên chân trái, vì theo anh đó là nơi đặc biệt nhất của mình. Nhưng chân trái hết xứ đất rồi, nên hình xăm được thực hiện đè lên cánh tay của Thiago.
vì không đủ không gian nên chỉ xăm được ngày tháng. Ban đầu Messi rất ưng nhưng lại sợ về già lẩm cẩm, quên mất ai với ai nên mới chạy ra chỗ thợ xăm, bảo ông ta copy paste hình vừa rồi sang bên chân phải. Chỉ là lần này thêm tên mỗi người ở bên cạnh. Tính ra mỗi bé Siro là thiệt nhất vì chưa có hình riêng trên người ông bố. Chắc đợi cụ cậu lớn thêm vài tuổi, Messi sẽ cho con chỉ bất cứ chỗ nào trên người mình, rồi đi xăm cũng không muộn. Hạng mục gia đình đã xong, giờ đến phần tôn giáo. Một thứ cũng không thể tách rời trong tâm hồn Messi. Chạy từ vai xuống tay phải là một hình xăm vô cùng ấn tượng về Chúa Giê-xu. Messi lớn lên trong một gia đình công giáo, và đây là tôn giáo được 92% dân Argentina đi theo. Messi là một người cực kỳ sùng đạo, đến mức anh từng tuyên bố sẽ hành hương hơn 40 km từ nhà ở Rosario tới Thánh đường Đức Mẹ ở San Nicolas nếu cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2018. Ở phía dưới Messi xăm hình cửa sổ hoa hồng, lấy cảm hứng từ những cửa sổ của nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona. Chưa hết, tại quê nhà Rosario, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là tràng hạt, Messi đã nhờ hẳn thợ xăm nổi tiếng Roberto Lopez thiết kế cho mình một chuỗi tràng hạt thật độc đáo. Ý tưởng ban đầu là ở mỗi hạt sẽ có những hình ảnh biểu tượng khác nhau, thể hiện từng nấc thang trong cuộc đời Messi. Nhưng sau cùng, hình xăm không phức tạp như vậy. Nó chỉ là một chuỗi tràng hạt không thường, có điểm xuyết những bông hoa màu cam đầy nghệ thuật ở phần cẳng tay. Ở mặt trên của cẳng tay phải, Messi xăm một chiếc đồng hồ khổng lồ. Là một người gần như có tất cả trong cuộc đời, Messi vẫn đặc biệt quý trọng thời gian và trân trọng từng giây phút được tận hưởng nó. Bên dưới mặt đồng hồ là những bánh răng kim loại được bổ sung sau này. Nó không có nhiều ý nghĩa ngoài việc làm tôn thêm sự chi tiết của chiếc đồng hồ bên trên. Và hình xăm cuối cùng bên tay phải của Messi là một bông hoa sen ngay dưới cạnh hình Giê-xu. Hoa sen không chỉ có trong tín ngưỡng của Việt Nam, mà dân Argentina cũng rất tôn sùng hoa sen. Loại hoa này tượng trưng cho sự tái sinh, một khởi đầu mới, đầy tinh khiết và giác ngộ. Ngoài ra cũng có một cách cắt nghĩa khác giống với văn hóa của Việt Nam. Đó chính là hoa sen mọc trên bùn, thì bất chấp hoàn cảnh sống thế nào, người có tài năng vẫn sẽ nở rộ. Đó chính là câu chuyện đời của Messi, từ một cậu bé thiếu hormone trở thành một ngôi sao số 1 thế giới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và không quên chúc mừng năm mới các bạn.